Anh chàng này bị vu oan phải vào tù, mỗi ngày đều phải ăn đòn thay cơm. Tuy vậy, anh ta lại không hề nhụt chí, quyết tâm tu luyện với mục đích trả thù. Không lâu sau, anh ta đã đạt đến cảnh giới phi thường, có thể nhìn thấy mọi vật ngay cả trong bóng tối, thậm chí còn nhận biết được kẻ đánh lén từ phía sau. Vậy ở đẳng cấp ấy, anh ta có thể tìm ra tên đã hại mình hay không? Wonju vốn là tên nghiện game, hàng ngày cắm mặt vào chiếc máy tính trong quán net. Nhưng một chuyện không may đã ập đến khi một người chơi gần máy của anh bị quên điện thoại. Cô ấy muốn nhờ Wonju mang nó đến nhà hộ cô, đổi lại anh sẽ được trả thù lao là 300.000 won. Thực sự đây là một số tiền rất lớn với một người nghiện game. Thế là anh đã đồng ý yêu cầu của cô gái. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Wonju đã tìm được địa chỉ. Mà kỳ lạ là khi đến cửa, anh phát hiện cửa không khóa, trong khi đó đợi mãi chẳng thấy ai ra, làm cho Wonju chỉ đành liều mạng đi vào. Lúc này cô gái đang tắm bảo anh rằng cứ để điện thoại xuống giường, còn tiền công cô đã chuẩn bị sẵn ở đấy. Sau khi xong việc thì nam chính cũng ngay lập tức rời đi, về nhà đánh một giấc tới tận sáng hôm sau. Ai ngờ còn chưa tỉnh giấc thì cảnh sát từ đâu ập vào, bảo anh bị bắt vì tội làm nhục và giết một cô gái. Wonju thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cảnh sát cũng phát hiện một con dao dính đầy máu trong nhà nam chính. Vụ án này đã làm chấn động cả Hàn Quốc. Báo chí nói rằng thủ phạm là một nhà vô địch Taekwondo quốc gia, nhưng đã bỏ thi đấu hàng ngày đắm chìm vào những trò chơi bạo lực. Theo phán đoán, có thể Wonju quá ảo game nên đã làm ra việc này. Điều này khiến anh bị cả nước Hàn Quốc lên án. Riêng chỉ có mẹ của Wonju vẫn tin con trai mình trong sạch. Bà tìm mọi cách để minh oan cho đứa con này. Nhưng ngay cả luật sư giỏi nhất Hàn Quốc cũng đã từ chối biện hộ, vì lúc này tất cả bằng chứng đều chống lại Wonju. Phiên tòa xét xử qua đó cũng rất nhanh được diễn ra. Anh bị tuyên án tù chung thân và tống vào trại giam có những tù nhân nguy hiểm nhất Hàn Quốc. Ngay khi anh vừa đặt chân đến đây, đã bị rất nhiều tên máu mặt để ý tới. Trong số đó có cả ông trùm nhà tù Seolon. Ngay khi ăn xong bữa cơm, một tên đã xách cổ anh đến trước mặt hắn, sau đó tra khảo anh có phải bị kết án làm nhục và giết người hay không. Tuy vậy, Wonju đã ngay lập tức phủ nhận, bảo rằng bản thân bị oan và không hề phạm tội. Thế là Seolon nổi điên vì nam chính dám làm mà không dám nhận. Cứ như vậy cho đám đàn em tẩn cho anh một trận, khiến cho Wonju không thể chịu nổi mà lao thẳng vào người tên Seolon. Thấy đại ca bị đánh, đám đàn em lại càng hung hăng, cùng nhau dạy cho Wonju biết thế nào là lễ độ. Lúc này nhìn camera thấy tình hình không ổn, quản ngục mới cho người tới can ngăn. Vì tội gây rối, Wonju bị tống vào phòng biệt giam 1 tháng. Đến khi được ra thì anh đã vô cùng gầy yếu, nhưng Seolon thì vẫn ghi thù. Hắn chẳng thể nào bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy được. Cứ vậy, Wonju lại lần nữa được đưa đến trước mặt tên đại ca. Lần này hắn muốn anh tái hiện lại vụ án với 2 tên tù nhân khác, nhưng anh vẫn nhất quyết không làm theo lời hắn. Thế là Seolon bảo 2 tên kia hãy cho chiếc mông của nam chính nở hoa. Tất nhiên là bọn chúng chẳng dám kháng lệnh. Kết quả nam chính đã bị lấy đi chính đít. Không lâu sau, mẹ của Wonju cũng đến thăm. Nhìn thấy bộ dạng vô cùng thê thảm của con trai mà bà đau lòng chảy nước mắt. Sau đó bà cũng nói vụ án đã có thêm manh mối, luật sư Min sẽ giúp họ trong lần kháng cáo này. Nếu thành công, Wonju chắc chắn sẽ được thả. Vì thế anh hãy cố gắng chịu đựng một thời gian nữa. Cứ như vậy, tinh thần của Wonju đã lên rất cao. Anh nhất định không để công sức của mẹ phải tốn công vô ích. Kể từ đó trở đi, Wonju trở nên lì lợm. Cho dù có bị đám người Seolon đánh, anh cũng cắn răng chịu đựng. Những ngày sau đó, Wonju bắt đầu luyện tập để nâng cao sức khỏe và độ chịu đòn. Cho đến một hôm, nam chính cố tình nhìn đều Seolon, khiến hắn rất cay cú, quyết lần này phải giết được nam chính. Đợi anh đến nơi làm việc, mấy tên đàn em của hắn ngay lập tức bao vây. Nhưng Wonju đã có sự chuẩn bị trước, lấy giấy cuộn chặt vào những cây kim nhọn, sau đó dùng nó tấn công kẻ dám lao vào anh. Cứ vậy từng tên bị hạ gục mà chưa kịp động đến nam chính. Ai ngờ đang trên đường rút lui, Wonju lại chạm mặt Seolon. Trên tay hắn cầm chiếc kim định ăn tươi nuốt sống nam chính, nhưng vì trời tối khiến hắn không thể xác định được vị trí của anh. Đến khi Wonju xuất hiện liền bắn một mũi kim vào tên đại ca, cuối cùng hạ gục hắn bằng một cú đá trời giáng. Lúc này quản ngục cũng tới nơi, bọn họ vô cùng bất ngờ khi Seolon đã bị đánh bại. Không lâu sau, luật sư Min cũng đến tìm. Anh ta bảo rằng mẹ của nam chính đã chết. Đây đúng là một cú sốc quá lớn với Wonju. Nó làm tinh thần của anh hoàn toàn suy sụp. Khi này đã chẳng có ai giúp anh ra khỏi đây nữa, khiến nam chính quyết định sẽ tự mình minh oan. Nhưng trước hết phải tìm cách vượt ngục. Trong khoảng thời gian này, Wonju ra sức luyện tập các giác quan, tập trung cao độ để cảm nhận mọi thứ xung quanh, đến mức ngay cả một con nhện trong tối anh cũng nhìn thấy. Không lâu sau, trong nhà tù xảy ra một cuộc bạo loạn lớn. Tên Seolon muốn nhân cơ hội đó để thủ tiêu nam chính. Ai ngờ anh đã nhận biết được hắn ta. Rồi Wonju cứ vậy rút ra con dao quay lại tấn công hắn bất ngờ. Cảnh sát thấy vậy ngay lập tức rút súng bắt anh phải bỏ vũ khí. Nhưng đột nhiên anh lại cầm nó tự đâm vào bụng, làm cho anh đau đớn ngất lịm. Kết quả Wonju được đưa lên xe tới viện cấp cứu. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của anh. Lợi dụng trên đường tới bệnh viện sẽ trốn thoát. Đúng lúc này Wonju tỉnh lại, trực tiếp vực dậy tấn công cảnh sát trong xe, khiến cho chiếc xe mất lái mà lộn nhào. Đến khi nó dừng lại thì chỉ còn duy nhất Wonju bước ra. Anh nhanh chóng bỏ chạy tụt quần, phía cảnh sát cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu vết nào của Wonju. Thì ra lúc này anh đã bắt xe của 2 người ngoại quốc và đến được thành phố. Sau đó Wonju tìm đến nhà luật sư Min để nhờ giúp đỡ. Ai ngờ hắn nhân lúc anh không để ý đã gọi điện báo cảnh sát, rồi đưa cho Wonju một chiếc vòng cổ, bảo rằng đây là món đồ mẹ anh để lại. Rất nhanh cảnh sát đã có mặt. Nhận thấy không ổn, Wonju chỉ còn cách nhảy ra khỏi cửa sổ tẩu thoát. Rồi anh tìm đến một quán net tìm kiếm những điều liên quan đến vụ án. Trong đó anh thấy video của một hacker lỏ được anh ta lấy từ hộp đen của một chiếc ô tô.
cho thấy thời gian Quân Du vào và ra khỏi khách sạn chỉ đúng 3 phút. Bằng ấy thời gian không thể nào làm nhục và giết chết nạn nhân được. Qua đó anh ta cho rằng Quân Du bị oan. Sau khi xem đoạn video ấy, nam chính ngay lập tức liên hệ với hacker lò này. Đến lúc gặp anh mới thật sự bất ngờ, khi người đó lại chính là một cô gái. Rồi cô ấy dẫn anh tới căn cứ của mình. Cô giới thiệu tên là Cabo. Ở đây còn có thêm 3 người nữa. Tất cả bọn họ đều đồng lòng muốn giúp đỡ Quân Du. Theo những gì mà họ tìm được, thì vào cái đêm cô gái kia bị hại đã cùng đi về với một người đàn ông. Qua trích xuất camera vào tối hôm đó, một chiếc xe tải khả nghi đã đậu trước cửa nhà nạn nhân một tiếng. Nhưng ai đó đã cắt và chỉnh sửa camera chỉ cho nó xuất hiện 2 phút, mà Cabo đã truy ra được nguồn gốc của chiếc xe ấy, được đặt ở một bãi phế liệu. Thế là tất cả nhóm đã cùng nhau đến đó điều tra. Rất nhanh đã phát hiện ra chiếc xe tải đấy. Đúng lúc này họ thấy một đám người vô cùng khả nghi, nên đã bám theo bọn chúng đến một biệt thự sang trọng. Ở đây Quân Du mới ngỡ ngàng, khi những người này đang tạo một hiện trường giả, thu dọn mọi thứ khiến cho căn nhà trở nên vô cùng sạch sẽ. Còn xác chết được bọn chúng cho vào một chiếc tủ lạnh, sau đó vận chuyển đến một căn chung cư. Để vào được đó, ông chú già cùng một anh thanh niên phải đóng giả làm nhân viên bảo trì máy tính, sau đó gắn chip giúp cho Cabo xâm nhập vào hệ thống camera. Từ đó nam chính dưới sự hướng dẫn của Cabo, anh đã thuận lợi vào được phòng để chiếc tủ lạnh. Đến khi anh mở ra mới ngỡ ngàng đó là xác của một diễn viên nổi tiếng. Ai ngờ đúng lúc này đám người kia lại xuất hiện, làm cho Quân Du chỉ còn cách tạm thời tránh đi. Đám người kia rất nhanh cũng bắt tay vào tạo hiện trường giả, lấy dấu vân tay của người được chọn để lại đây. Đến lúc này bọn họ mới hiểu, chuyện này có cả một thế lực đằng sau. Quân Du cũng bị hại theo cách tương tự. Phía khác bất ngờ luật sư Min nhìn qua camera thấy được nam chính. Thì ra tên luật sư này mới đúng là kẻ đứng sau. Hắn ta có cả một hệ thống khổng lồ, có thể theo dõi được tất cả người dân trong thành phố. Biết được nam chính là một mối nguy hiểm, thế là hắn đã dùng tiền để bảo lãnh tên Sơ Lôn ra ngoài. Sau đó lợi dụng hắn để trừ khử Quân Du, tên Sơ Lôn dùng chính cây kim mà anh đã bắn hắn để trả thù, khiến anh vô cùng đau đớn đến mức chết đi sống lại. May mắn Cabo đã kịp thời gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh bọn họ đã có mặt quăng bong khói mịt mù. Nhân cơ hội đó, Quân Du tìm đường trốn chạy. Ra đến ngoài, Cabo đã lái xe đợi sẵn. Qua đó nam chính mới thoát chết một mạng. Nhưng Cabo nghi ngờ trên người anh có thiết bị theo dõi, thế là cô đã mang máy ra dò. Quả nhiên phát hiện chiếc dây chuyền mà tên luật sư Min đưa cho Quân Du có chứa định vị, làm cho nam chính chỉ biết ngậm ngùi ném đi kỷ vật của mẹ. Lúc này bọn họ nghi ngờ chính tên luật sư mới là kẻ đứng sau. Đợi đến tối hôm đó, cả nhóm dùng flycam bay tới văn phòng của tên luật sư Min, sau đó dùng thiết bị quét quả nhiên phát hiện một siêu máy tính khổng lồ. Nó có tác dụng chứa thông tin của tất cả người dân trong thành phố. Đến lúc này mọi chuyện đã quá rõ ràng, tên Min chính là tên hung thủ đứng đằng sau. Thế là cả nhóm mới lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên dùng máy bay không người lái quăng bom vào xe của đội làm giả hiện trường, sau đó phá nát bãi xe phế liệu. Cuối cùng đích thân Quân Du đã tìm đến hắn ta. Anh đập cho tên ác nhân này một trận sống dở chết dở, cái tội thích đi vu oan giá họa cho người khác. Rồi Quân Du mở máy tính của hắn ra, quả nhiên thấy được đoạn video mà hắn vu oan cho anh, mà mẹ của nam chính cũng là do hắn ta giết. Điều này khiến anh không thể chịu nổi mà quay lại cho hắn ăn đòn tập 2. Đến khi bình tĩnh trở lại, Quân Du mới lấy USB, sao chép tất cả bằng chứng phạm tội của tên luật sư này. Ai ngờ đúng lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại, thì ra Min đã sai Sơ Lôn bắt hết đội nhóm của nam chính để đe dọa. Nếu anh không đi cứu, chắc chắn Sơ Lôn sẽ giết mọi người, làm cho Quân Du đứng trước hai sự lựa chọn. Một là ở lại sao chép, anh sẽ được minh oan nhưng tất cả bạn của anh sẽ chết. Còn nếu đi cứu mọi người thì tên Sơ Lôn này sẽ bình an vô sự. Tuy vậy đến giây cuối cùng anh đã chấp nhận cứu bạn. Lúc này ở căn cứ tên Sơ Lôn cũng ra tay giết mọi người. Ai ngờ bị nam chính đấm cho quá nhiều, khiến mắt hắn bị sang vành bắn hết cả băng đạn chẳng trúng viên nào. Bất ngờ điện trong phòng tắt ngấm, thì ra Quân Du đã đến nơi, dùng khả năng mà anh đã luyện tập trong tù để nhìn trong bóng tối, thành công hạ gục hết đám người của Sơ Lôn, sau đó kéo đồng đội bỏ chạy ra ngoài. Ai ngờ lúc này tên luật sư tung ra chiêu cuối, cho người đăng tin đổ tội giết chết tên diễn viên nổi tiếng lên đầu Quân Du, khiến cho bọn họ bị cảnh sát truy đuổi, cuối cùng đã bị bao vây và bắt lại. Thấy thế, tên luật sư Min sung sướng nhảy cẫng lên, tưởng rằng đã có thể lần nữa đưa nam chính vào tù. Thì ai ngờ đúng lúc này tất cả các bản tin đều đồng loạt phát, phơi bày tất cả mọi chân tướng của những vụ giết người, hung thủ đều là con cái của những quan chức cao cấp. Tuy vậy bọn họ đã dùng tiền để thuê luật sư Min đổi trắng thay đen, lấy những người vô tội ra làm bia đỡ đạn. Thì ra chiếc USB của Quân Du cắm vào máy tính có chức năng sao chép không dây. Vì thế trong lúc anh đi cứu đồng đội thì mọi dữ liệu vẫn được sao chép. Đến lúc này Cabo chỉ cần phát nó lên mạng là xong. Cảnh sát biết tin cũng ngay lập tức bắt giữ tên luật sư cùng những tên hung thủ thật sự. Tên luật sư Min sau đó được tống vào nhà giam và được mấy tên đàn em của Sơ Lôn thông lỗ hậu. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye!